Ôi làm tôi sắp xa bay trong nhà bỏ con tôi cam chia nhất gia đình vui người sống mình tử ơi con bà nè mình tử ơi con bà nè con bà nè tè ba con ruột mất lòng nhau cho đi bốn miệng năm chồng xa tôi rồi. À, giữ đi con đi ơi mới hiểu lỡ giữ con nha. Rồi, vô mua đồ đi. Vô mua đồ đi. Dạ thì có khán giả tới mua đoạn vật ủng hộ Hồng Loan nè cô chú anh chị. Ở đây cũng dễ quan sát thôi nha. Có là khách tới mua thì mình cũng thấy mà có ai làm gì á, nhìn nhìn ở nhà hay gì đó. Hôm bữa có người của bên phe kia qua nhìn đó cả nhà. Cũng dễ quan sát ha cô chú anh chị ha. Cái là khán giả tới mà không biết á, cái mình bên đây mình có thể mình chỉ. Nhiều khi người ta ngại á, ngại có cửa quá cái mình kêu đẩy cửa vô luôn đi. Cũng tiện ha cô chú anh chị ha. Thì mấy chị này cũng vào sách mỗi người mỗi tụng trà bá luôn đó nha. Mỗi người một tụng kinh khủng luôn. Quá bự cho chị đó, chị mua quá trời luôn. Lâu lâu tới shop ủng hộ phải ủng hộ cho láng cô chú anh chị. Mỗi một người một tụng chắc là mua đủ món luôn á cả nhà. Mới nhìn em thì em vẫy tay em chào chị ta. Mình chưa ăn đoàn vật của shop thì mình mua mỗi cái mỗi ít cái mình ăn thử cho biết thôi cô chú anh chị. Shop có rất nhiều món nha. Khô gà, khô bò, nặng me nè, thịt ruột nè cả nhà. Và rong biển, con trái rong biển, con trái chà bông là cơm rất là nhiều món ngon luôn cả nhà. Mít sấy nè, đặc biệt cái món mít sấy em rất là thích chứ chị. Như là rong biển chập hạn đó thì nửa ký 175k. Đặc biệt rong biển là rất tốt cho những cái chị em mà thích ăn ăn kia nha cô chú anh chị. Còn mít sấy thì nửa ký là 150k nha cả nhà. Thì rất là ngon luôn. Ở nhà mình ai là chưa có đồ ăn vặt hay là tín đồ ăn vặt thì cả nhà có thể đến shop Hồng Loan cả nhà để mua những cái món ăn vặt mình thích. Có những cái combo để cho mình lựa chọn ha. Combo là tùy theo món. Em có ba cái combo, ba cái giá khác nhau ở trên tab cộng đồng đó cô chú anh chị. Mình có thể vào đó mình tham khảo để mình lựa chọn những cái món ăn nào hoặc là những cái combo vừa túi tiền mình hoặc là những cái món mà mình yêu thích nha cả nhà. Chúc là mấy chị quay đầu. Thì cả nhà cũng biết thì lúc nãy thì Hồng Loan và anh Sang và bà xã chị Ly thì cũng đã đi ra ngoài một lúc thì có qua ăn bún bò qua cô chú anh chị hả? Thì không biết là như thế nào mà Hồng Loan mà em thấy là qua tặng cho mỗi người một bịch bún bò hả? 10 bịch đó nha. Em thì em cũng không có thích ăn bún bò nên em không có lấy đó nha. Với lại mới ăn cơm xong nên là không có nhận thì qua tặng bún bò với lại nói là vào ủng hộ Hồng Loan đó nha. Thì cũng có vào mua đó nhưng mà
thì Hồng Loan vừa đi bán xíu thôi thì thấy qua nói chung là nói chuyện rất là nhiều, múa hát gì tùm lum tùm la cả nhà. Trời ơi, trong nhà thì còn có anh Hải và Thanh Mỹ với lại chị Ngọc, còn qua thì anh Hải với Thanh Mỹ, qua thì lúc nãy chở chị Ngọc đi rồi. Như là có bạn Thảo nữa nha. Thì Hồng Loan đi rồi, nhưng mà ở nhà thì vẫn còn người chốt đơn ha cô chú anh chị. Ở nhà mình yêu thương chú Năm như yêu thương Hồng Loan, hay là thích đồ ăn vặt thì cả nhà tới ủng hộ Hồng Loan hay cả nhà. Là mình có thể mua online qua cái số hotline là 0819581987. Hoặc là mình có thể nhắn tin trực tiếp vào số hotline để mình được nhân viên gọi lại chốt đơn cho mình nha. Thì hàng thì sau khi mà mình nhận hàng thì mình sẽ thanh toán nha thưa chú anh chị. Buổi chiều ở shop thì cũng giờ này thì cũng có khán giả đến ủng hộ rất là nhiều ha. Thì có buổi chiều có chị tới mua hàng ủng hộ là cả nhà. Em thấy là như là mua rong biển kẹp hạt á chú anh chị. Bên trong nhà thì em nghe tiếng Lucky đang sủa trong đó nha. Bả ổng mà nghe động tĩnh cái là ổng đấu võ mồm liền. Chào chị. Qua kiếm tài. Anh nghe mà động động cái là anh ở trong nhà anh đấu võ mồm ra liền cô chú anh chị. Kia thì có chị và trai chỉ thang lại để chỉ gom cho trai cái nha. Cả nhà có nghe Lucky sủa không cô chú anh chị? Sủa nghe cũng thấy cưng nữa. Con thì đi với mấy anh chị thì cũng em cũng biết là đi đâu mà chưa có về cái nhà. Trong nhà thì có còn anh Hải nè, chị Ngọc nè, Khoa thì cũng về rồi, Thành Mỹ thì chúc đơn á cô chú anh chị ha. Thì cái nhà mình chiều cái nhà mình buổi trưa vậy chưa, cái nhà mình tới mua đồ ăn vặt đi cô chú anh chị ơi. Gọi số hotline 19 gọi số hotline là 0819581987 nha nha. Một cái nhà nhắn tin đi. Nhắn tin người ta sẽ nhân viên sẽ gọi lại để chúc đơn cho cả nhà mình nha. Mày vô cô chú anh chị ơi. Rồi có anh Ráp tới lấy hàng rồi cả nhà. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đó, cô chú anh chị. Thì buổi sáng thì tụi em cũng có đi Thủ Đức để đi theo Hồng Loan nè, ở bên tòa án có xuống để thẩm định miếng đất ở Thủ Đức đó cô chú anh chị. Thì cũng có Hồng Loan và bên phe đối lập đó cũng có xuống cả nhà. Sau khi về nhà rồi thì em chị thì cũng đi công chuyện gì á thì không rõ hai cả nhà ha. Thì buổi chiều hôm nay ở shop thì bán cũng đều đều, nhập hàng thì cũng đều đều đó nha. Thì bây giờ cũng 2:30 rồi cô chú anh chị. Cả nhà có mua đồ ăn vặt thì cả nhà tới lẹ lẹ ha, tranh thủ ha, để chiều về mình có đồ ăn vặt mình cho mấy cháu ở nhà nó ăn, cũng coi tivi đó nha.